đội bóng kia trước. Viên ngọc thời gian chuẩn bị bắt đầu. JP, cậu có sao không? Tớ không sao. Đó đúng là một cú sút đầy uy lực. Các người tiêu rồi. Chỉ cần một bàn thắng nữa thôi là trận đấu chấm dứt. Cái gì cơ? Luật của trận chiến bóng đá là vậy. Đội đầu tiên ghi hai bàn sẽ là đội chiến thắng. Các người đã đồng ý tham gia trận chiến này còn nhớ không? Vẫn còn. Do trận đấu trước với các người mà thủ lĩnh Anfang của chúng tôi đã bị bắt nhốt. Ta sẽ cho các người thấy bọn ta phẫn nộ thế nào. Phẫn nộ sao? Bộ phim Đội bóng tia chớp tập 55. Làm chủ linh hồn hóa giáp. JP, quên bàn thua đó đi, tớ chắc là ta sẽ gỡ hòa được. Tiếp tục đi nào, ta vui chơi tiếp đi chứ. Cứ lại đây xem, ta sẽ cho các người biết tay. Nghe này, tôi muốn các cậu để bọn chúng qua. Đúng, cứ để bọn chúng vượt qua. Đi nào, cứ thoải mái dứt điểm đi. Hắn đang thách thức bọn ta. Được rồi, đi nào. Được. Đầu tiên là tớ. Bắt đầu nào. Samurai quả cảm Musashi. Hóa giáp. Ôi không. Chỉ có vậy thôi sao? Vẫn không được, dù ta đã rất nỗ lực. Này Roma, đừng bỏ cuộc. Tiếp tục đi. Lưỡi kiếm chiến thần. Oran, xuất sắc điểm đi. Ừ. Cơn gió siêu thanh đích thực. Mệnh lệnh thủ môn 03. Gầm vang. Ôi trời ơi. Lại vậy rồi. Mệnh lệnh qua người. 04. Bóng xoáy. Victor. Mệnh lệnh sút bóng 06. Quả bóng điện sét. Ta không thể chặn nó. JP, mình cần phải chặn nó. Thiên mã. Oren, JP. Thứ đó từ đâu ra vậy? Đó là ma vương đồ tể. Đó là linh hồn của... Cái đó là gì vậy? Không biết. Ta không có dữ liệu về nó. Alo, Mike nghe. Có vẻ như các cậu đang bận. Các cậu nói chuyện được không? Đội trưởng. Tôi đã rất lo lắng, các cậu biết không? Tôi tìm khắp nơi mà không thấy các cậu. Chúng tôi đang bận thi đấu với đội Raymond. Ta nói chuyện sau được không? Mike, cậu chưa xin phép việc này. Có vẻ như cậu đang tự ý hành động. Tôi xin lỗi, nhưng Doraemon đã rèn luyện thêm kể từ lần cuối ta thi đấu với chúng, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta nhanh chóng đánh bại chúng. Với lại cô là đội trưởng, nên cũng có thể cô sẽ bị phạt tù vĩnh viễn vì để xảy ra việc này. Dễ thương thật, bỗng dưng cậu lại quan tâm đến tôi thế sao Mike? Vậy trận đấu thế nào rồi? Nó vẫn chưa kết thúc, vẫn còn thời gian. Cậu đang thua chúng à? Tất nhiên là không. Nhưng một linh hồn chiến đấu lạ đã xuất hiện và cứu thua cho bọn chúng. Tuy nhiên đừng lo, bọn tôi sẽ chiến thắng. Tốt, cứ vậy đi. Nhưng bảo trọng nhé.
Được. Vậy là bọn họ đang tự ý ra tay. Ngài đã nghe thấy hết rồi sao? Năm người bọn họ đều trung thành với Alpha. Rõ ràng là họ muốn trả thù vì chuyện đã xảy ra với cậu ta. Vâng, tôi cũng đã nghĩ như vậy. Khi họ quay về, tôi sẽ đích thân xử lý bọn họ. Có lẽ sẽ vui lắm đây. JP, con nhớ cái này không? Cái gì đây? Đây là tượng của các thần bóng đá cậu ạ. Thần bóng đá à? Bọn tôi đã thấy nó trong lần trước bọn tôi đến đây. Chào. Chào. Thật tuyệt khi gặp lại cậu, Tekas. Đã lâu quá rồi nhỉ. Cảm ơn vì đã giúp đỡ bọn tớ. Không có gì đâu, Orion. Tớ đâu thể ngồi yên xem chúng làm như vậy. Tớ không muốn bóng đá gặp rắc rối chút nào. Có vẻ như lệnh cấm bóng đá gần đây không hề có ảnh hưởng gì đến cậu. Đúng vậy, tớ vẫn ổn như các cậu đang thấy. Cậu ta là bạn của các cậu à? Ừ, lần trước lên đảo này bọn tớ có gặp cậu ta. Để tớ giới thiệu Ticket. Chào Ticket, tớ là Faerun. Rất hân hạnh. Linh hồn chiến đấu đã giúp chúng ta là của cậu ấy. Linh hồn ma vương đồ tể. Sao vậy? Đó đúng là một linh hồn chiến đấu đầy uy lực. Fae là bạn của bọn tớ. Và cậu ấy đang giúp bọn tớ với những chuyện đang xảy ra. Và kia là Wonderbot. Tôi là huấn luyện viên của đội bóng và tôi tên là Clarkon Wonderbot. Nhưng cậu có thể gọi tôi là Wonderbot. Một con gấu bông à? À là gấu bông ở đây. Bình tĩnh đi. Vậy cậu sống trên đảo này à? À ừ, có thể coi là như vậy. Cách đây không lâu, bọn tớ được khu 5 đưa đến đây để tham gia huấn luyện. Ít nhất là bọn tớ đã nghĩ như vậy. Bọn tớ có tham gia đá bóng và tập luyện với cả Tekes. Sau đó ở sân vận động Thánh Đường, bọn tớ đã thi đấu một trận. Nó thật sự đã rất tuyệt vời. Sau đó tớ đã cảm thấy kỹ thuật và sức mạnh của mình tiến bộ rất nhiều. Bọn tớ đã có nhiều kỷ niệm ở nơi này. Đúng vậy. Vậy đã có chuyện gì kể từ đó đến giờ? Nghe này, tớ chỉ ở đây để cho cậu biết một việc, Orion. Việc gì vậy? Nó có liên quan đến linh hồn hóa giáp. Sao? Cậu có biết về linh hồn hóa giáp à? Ừ. Để đánh bại đối phương, các cậu cần biết dùng linh hồn hóa giáp. Thật may là các cậu đều biết triệu tập linh hồn. Giờ tớ muốn dạy các cậu cách dùng linh hồn hóa giáp. Và ở đây, thần bóng đá sẽ tiếp sức mạnh cho các cậu. Nghe tuyệt lắm. Cảm ơn rất nhiều, Tekes. Mà cậu trông cũng hơi giống thần bóng đá đấy. Làm gì có. Được rồi, hãy học cách sử dụng linh hồn hóa giáp nào. Ừ, ta học thôi. Có vẻ như ta sẽ tham gia một đợt huấn luyện nữa. Đừng để phí thời gian. Chờ đã. Có chuyện gì vậy? Bọn tớ nghĩ cậu đang hơi quá sức. Nên hôm nay bọn tớ muốn các cậu nghỉ ngơi đi đã. Đúng vậy. Dùng linh hồn hóa giáp sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực. Được rồi. Và các cậu cũng nên chú ý lắng nghe người quản lý. Vì nhiệm vụ của bọn tớ là đảm bảo sức khỏe cho các cậu. Ôi, cậu mà cũng biết chăm sóc người khác à? Chứ còn gì nữa? Đúng là tưởng bở. Quay lại đây Roma. Này, Victor. Ừ. Cậu đã nghe những gì Mai nói phải không? Cậu ta bảo cậu ta thấy phẫn nộ. Ừ. Tớ thấy điều đó thật đáng ngạc nhiên. Những người đó quan tâm đến đội trưởng Alpha cũ của họ đến mức họ tìm đến ta để trả thù. Tớ đã nghĩ là những người từ tương lai đến đều vô cảm. Nhưng có vẻ như họ cũng quan tâm đến đồng đội. Giờ tớ nghĩ lại, bọn họ cũng giống như chúng ta. Faye cũng là người đến từ tương lai đúng không? Tuyệt thật. Đến đây nhanh lên. Có gì mà vội vàng thế? Hay quá phải không? Được rồi. Hãy bắt đầu học cách dùng linh hồn hóa giáp. Hả? Đây là đâu? Ở đây sẽ dễ dàng tập trung hơn. Này, cậu ta đang làm gì vậy? Này, Tekes, cứ làm theo tớ. Cậu muốn thành công phải không, Orion? Ừ, nhưng... Này, Orion, có tác dụng gì không? Tớ không hiểu, cậu ta chỉ đứng yên đó. Hãy để xem cậu ấy muốn ta làm gì. Tớ đồng ý. Có thể nó sẽ có tác dụng. Cũng đúng. Tại sao cậu bắt chước theo Rosie? Tớ muốn xem tớ làm được không? Giờ các cậu nghe kỹ đây. Tớ cần các cậu tĩnh tâm lại, nghĩ đến những thứ cậu muốn bảo vệ và tin rằng các cậu đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó.
Các cậu cần thật thoải mái và hòa làm một với thiên nhiên. Hãy thử xem các cậu có cảm nhận được cơn gió không? Giờ giống như cơn gió, hãy cảm nhận linh hồn chiến đấu đang bao quanh các cậu. Ngọn gió trên hòn đảo này đang muốn hòa làm một với cậu. Hòa mình với cơn gió. Tớ cảm thấy rồi. Đúng là tớ đang cảm thấy có gì đó đang tới. Nó có cảm giác giống y như lần đầu tiên tớ triệu hồi linh hồn chiến đấu. Nó nằm ngay đây, ấm áp và như muốn bùng nổ. Này Victor, cậu cảm nhận được không? Ừ. Và lúc này, tớ thấy thật gần gũi với bóng đá. Tớ cảm thấy đây là... tớ không biết nữa. Ừ, một cảm giác rất lạ. Tớ cũng cảm thấy nó đang trôi qua cơ thể tớ. Được, hãy ra sân thử xem thế nào. Ừ, đi nào. Cậu kỳ lạ thật đấy, Ticket. Các cậu nhớ phê, cậu cũng muốn bảo vệ thứ gì đó phải không? Thế nên cậu mới đến đây đúng không? Có lẽ là vậy. Bọn ta tìm ra các ngươi rồi. Có vẻ như các ngươi quên rằng trận đấu của ta chưa kết thúc. Đội đặc nhiệm A5, các cậu đang chen ngang vào đây. Linh hồn chiến đấu ngày hôm qua là của ngươi. Ngươi đừng hòng lặp lại chuyện đó. Orion, hãy thi đấu với họ. Được rồi, cho trận đấu này, luật chơi sẽ là đội đầu tiên ghi được bàn thắng sẽ chiến thắng. Thế cũng được, bắt đầu thôi. Mà đi nào. Bẫy bóng kỳ diệu. Hay lắm, cố lên Oran. Giờ dùng linh hồn hóa giáp đi. Nào. Thiên mã quỷ vương Avegasus. Hóa giáp. Không được rồi. Biết mà. Juliet. Đừng hòng. Âm điệu thành ca. Tuyệt lắm Ricardo. Hãy dùng linh hồn như khi hòa mình vào cơn gió. Nháo trưởng thiên tài. Hóa giáp. Nghe này, đừng chỉ tập trung vào việc hóa thân. Victor nói đúng. Ta có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội nếu ta chỉ tập trung vào việc dùng linh hồn chiến đấu để ghi bàn. Ta đang phải rất vất vả để bảo vệ khung thành. Giờ tất cả đều phải quay về phòng ngự. Không có ai tấn công cả. Tớ biết là họ đang phải chống đỡ vất vả, nhưng họ cần tìm cơ hội tấn công. Wonderbot, hãy sử dụng chiêu trộn lẫn tôi và Orion. Cậu nói gì cơ? Cậu muốn Mishima cậu và Orion à? Cậu có biết về Mishima hả Ticket? Tớ cần tìm cách khích lệ họ, không họ sẽ thua trận này mất. Hiểu rồi. Oran, đến lúc Missy mắc rồi. Làm gì cơ? Vô ích thôi. Cậu không sao chứ? Ừ, tớ ổn, cảm ơn cậu. Vậy thì tốt. Trông cậu ấy khác thật. Vậy ra Mishima là như vậy. Ừ, hào quang của Ticket được hòa với cả Orion. Sau đó Orion sẽ có sức mạnh của Ticket và trở nên mạnh mẽ hơn. Tuyệt thật, tớ cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Hay lắm. Vô ích thôi. Hãy dùng sức mạnh của tớ, nó sẽ dẫn đường cho cậu. Khao khát bảo vệ bóng đá của cậu đã hòa với khao khát của tớ. Cậu sẽ dùng được linh hồn hóa giáp. Các cậu đừng cho cậu ta vượt qua. Ticket, cảm ơn cậu vì đã truyền sức mạnh cho tớ. Tớ sẽ bảo vệ bóng đá. Tiến lên Orion. Đến lúc cho tớ và mọi người thấy sức mạnh của cậu rồi. Được rồi.
Nhân Mã Quỷ Vương Apegasus. Hóa giáp. Cậu ấy làm được rồi. Lại đây. Mệnh lệnh thủ môn 03. Gầm vang. Hay lắm. Ôi, ta thắng trận rồi. Ta chiến thắng rồi, Orion. Tuyệt lắm. Không thể nào. Ta không thể không tuân thủ luật chơi. Orion. Cú sút tuyệt lắm, Orion. Tớ rất mừng cho các cậu. Cảm ơn cậu, JK. Tớ chỉ tạo ra chút động lực cho cậu thôi, Orion. Rõ ràng là cậu đã mạnh hơn rất nhiều, Orion. Giờ cậu sẽ là cầu thủ chủ lực của đội. Ừ. Giờ đến lượt các cậu. Đúng, bọn anh sẽ cố gắng, Orion. Ôi, cô Celia đang gọi cho tớ. Alo. Vâng. Thật sao? Tớ có tin xấu các cậu ạ. Sân bóng Raymond đã bị phá hủy. Các cậu nên khẩn trương quay về đó. Các cậu cần bảo vệ bóng đá. Hãy đi cùng chúng tớ. Gia nhập đội bóng bọn tớ đi, Ticket. Cậu sẽ giúp bọn tớ rất nhiều. Xin lỗi. Tớ không thể. Tớ rất xin lỗi. Tại sao không? Tớ không thể. Tớ còn phải bảo vệ hòn đảo này, Orion. Đây là nghĩa vụ của tớ. Tớ hiểu rồi. Các cậu có thể quay lại đây bất cứ lúc nào các cậu muốn. Ừ, cảm ơn cậu. Orion, tớ rất vui khi tớ đã giúp được cậu. Hãy hứa với tớ là cậu sẽ đưa bóng đá trở lại. Này, Chekes đúng là một người bạn tốt. Đúng thế. Cuộc chiến đưa bọn tớ tới tương lai. Để hình thành đội bóng mạnh nhất, bọn tớ cần một cuốn sách. Đón xem tập tiếp theo, cuốn sách bí kíp của những nhà vô địch. Đây là bóng đá đa chiều. Châm ngôn của đội bóng ngày hôm nay là: các cậu nên nghe theo lời của quản lý. Vậy thôi.